Chào mừng quý anh chị quay trở lại với Salon Totoka. Hôm nay em Chí lại lên sóng cập nhật bằng giá các dòng xe tại bên em đang có gửi tới cho quý anh chị. Chiếc xe đầu tiên gửi tới cho quý anh chị đó chính là một chiếc Honda Tucson sản xuất 2020, bản máy xăng, đặc biệt là bản full của máy xăng anh chị nhá. Bây giờ chiếc xe này bây giờ tầm tiền đang bán mức giá là ngoài 700 triệu một chút cho quý anh chị này. Một chiếc xe gầm cao, nằm chỗ rộng rãi, kiểu dáng rất là đẹp anh chị nhá. Đấy. Sử dụng rất là hợp lý cũng như là tiết kiệm. Hay bên cạnh đấy thì em có một chiếc xe BMW kiểu dáng Cooper, một chiếc BMW X4 sản xuất 2017, xe nhập Mỹ quý anh chị nhá, đăng ký lần đầu là 2018, một chủ từ mới biển Hà Nội. Cái xe này bây giờ tầm tiền đang bán mức giá loanh quanh khoảng 1.6 tỷ một chút anh chị ạ. Đấy. Một chiếc xe kiểu dáng Cooper thể thao với khả năng vận hành cực kỳ là mạnh mẽ và chắc chắn anh chị nhá. Hay là em lại đang có những cái dòng xe MPV. Bây giờ những chiếc Kia Carnival này quý anh chị mình sở hữu rất hợp lý, như một chiếc Signature màu xanh biển Hà Nội rất đẹp anh chị nhá. Đấy, chiếc xe này mà về anh chị định danh thì rất là hợp lý này. Tầm tiền bây giờ cho chiếc Carnival Signature này em đang bán mức giá là loanh quanh ngoài 1.3 tỷ một chút. Và chiếc xe này của em thì có xuất hóa đơn 8-5 triệu cho quý anh chị, nếu mà lấy về công ty thì sẽ là một cái lợi thế cực kỳ cao. Hay là tiếp tục bên cạnh đấy thì em có một chiếc Peugeot 2008 phiên bản là GT Line. Với cái bản GT Line của 2008 này thì quý anh chị mình sẽ được trang bị rất nhiều tính năng an toàn hay, như là hệ thống đèn pha thích ứng này, hay là hệ thống phanh khẩn cấp này, cảnh báo va chạm phía trước này, hay là các cái cảm biến xung quanh xe này, cũng như là hỗ trợ giữ làn đường này. Đấy, tầm tiền bây giờ cho chiếc crossover cỡ B như thế này, bây giờ tầm tiền rất hợp lý anh chị ạ, loanh quanh em bán mức giá là ngoài 700 triệu một chút. Chiếc xe này của em sản xuất 2022 và chạy lăn bánh 4.000 km xịn anh chị nhá. Biển Hà Nội rất là đẹp. Đấy. Và chiếc xe này của em là màu đen đang dán hồng nhá. Đấy. Hay là phía trong này em đang có một chiếc Mazda 2 bản sedan, bây giờ sản xuất 2020. Chiếc xe này bây giờ tầm tiền em đang bán mức giá loanh quanh ngoài 400 một chút anh chị ạ. Đấy, màu đỏ biển Hà Nội. Hay bên cạnh đấy thì em đang có thêm một chiếc Kia Carnival. Chiếc này thì nó sẽ tầm tiền nó rất hợp lý mà sử dụng được 8 người, mà thiết kế cũng như những chiếc Signature anh chị nhá. Nếu mà mình không để ý quá thì nó rất giống những chiếc Signature. Phiên bản này là phiên bản Premium 8 ghế, tầm tiền bây giờ rất hợp lý quý anh chị ạ. Loanh quanh ngoài 1.2 một chút này. Hay là em lại có một cái sản phẩm 7 chỗ gầm cao mà tầm tiền loanh quanh ngoài 600, xe nhập khẩu Nhật, đó chính là một chiếc Mazda CX-9. Chiếc xe này của em sẽ là phiên bản dẫn động hai cầu này, nhập Nhật này, và là bản xuất Mỹ, xe một chủ mới, chạy hơn 8 vạn km. Chiếc xe này em đang bán mức giá loanh quanh ngoài 600 này. Hay em có thêm một cái sản phẩm, đó chính là một chiếc Hyundai Santa Fe. Bây giờ Santa Fe máy xăng chiếc Premium 2019 màu trắng này em đang bán với mức giá loanh quanh ngoài 85 triệu anh chị nhá. Đấy, màu trắng ngọc trinh 7 chỗ, kiểu dáng thiết kế rất là đẹp, vận hành cực kỳ êm ái, tiết kiệm. Phía trong này thì em đang có rất nhiều loại xe tầm tiền rất hợp lý cho quý anh chị này. Kia Morning phiên bản S sản xuất 2018, bây giờ tầm tiền loanh quanh khoảng 300 triệu, màu trắng biển Hà Nội này. Hay là em đang có ở phía dưới kia thì em có một chiếc Morning phiên bản SI 2017. Thì trước đấy thì bây giờ tầm tiền loanh quanh khoảng 200 mấy thôi. Đấy. Hay là cũng thêm một cái tầm tiền loanh quanh khoảng 500 thì em có cái loại Yaris phiên bản 1.5 bản G nhập Thái 2019 biển Hà Nội màu đỏ anh chị nhá. Tầm tiền loanh quanh ngoài 500 một chút. Đấy, chạy cực kỳ là êm ái này, tiết kiệm này, bền bỉ này. Lại còn nhập khẩu từ Thái này, rất giữ giá anh chị nhá. Hay là tầm tiền em đang có ngoài 2 tỷ cho anh chị cần một chiếc xe SUV đẳng cấp sang trọng mà option nhiều, tiện nghi, mà lại còn bền bỉ, chi phí vận hành sửa chữa rất hợp lý, đó chính là một chiếc Lynx 570 sản xuất 2011, là xe xuất Mỹ anh chị nhá. Đấy, màu đen biển Hà Nội rất đẹp anh chị ạ. Đấy, xe xuất Mỹ thì có trang bị thêm quý chị mình như là đề nổ từ xa này, loa mắc này, nâng hạ gầm này, hộp lạnh này, hay là treo thích ứng này, hay là tầm tiền loanh quanh ngoài 300 mà quý chị mình thích một chiếc xe phân khúc C mà kiểu dáng thể thao này, hiện đại này, thẩm mỹ cao này, option nhiều này, đó chính là một chiếc Kia K3 sản xuất 2015 màu trắng biển Hà Nội anh chị nhá. Tầm tiền em bán mức giá loanh quanh ngoài 300 triệu một chút cho quý anh chị này. Đấy, ngoài những chiếc xe hiện tại bên em đang có tại cửa hàng thì bên em đang về những mẫu xe như là Santa Fe máy dầu bản cao cấp này, hay là dầu đặc biệt này, hay là Santa Fe mẫu mới này, bản phun xăng hoặc phun dầu này. Tất cả xe thì bên em bán ra đều cam kết cho quý chị là không đâm đụng ngập nước, giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ, bao check test mọi nơi. Quý chị có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số like trên màn hình. Cảm ơn anh chị quan tâm và theo dõi.